bệnh đầu đen hay còn gọi là histomoniosis. Bệnh chủ yếu xuất hiện ở ngan, gà Tây, gà ta và một số loài gia cầm khác. Trong đó có bệnh đầu đen trên ngan là bà con chăn nuôi ít để ý tới. Đặc điểm điển hình của bệnh là gây tổn thương nghiêm trọng ở gan và manh tràng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, khả năng sinh trưởng và năng suất chăn nuôi. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt ở ngan non. Vậy nên hôm nay mời bà con hãy cùng Dr. Vet đi tìm hiểu kỹ hơn về bệnh này để có thể phát hiện nhanh chóng và điều trị hiệu quả bệnh này trên ngan, giúp hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế cho bà con chăn nuôi. Về nguyên nhân gây bệnh, bệnh do đơn bào Histomonas melagridis gây ra, trung gian truyền bệnh là giun kim. Khi ngan ăn phải thức ăn, nước uống có trứng giun kim chứa mầm bệnh thì khi vào cơ thể, Histomonas sẽ ký sinh tại gan và manh tràng rồi gây bệnh. Mầm bệnh được thải ra ngoài qua trứng giun kim và trực tiếp qua phân tạo thành vòng lây nhiễm và gây bệnh cho đàn ngan. Và khi bị thải ra khỏi cơ thể vật chủ là ngan, trứng giun kim lại được giun đất ăn vào, tồn tại rất lâu trong môi trường khu vực chăn nuôi. Đó là lý do bệnh rất khó thải trừ hoàn toàn ở những khu vực chăn nuôi đã từng mắc bệnh, tỷ lệ tái bệnh cho những đàn sau là rất cao. Đồng thời, việc nuôi chung ngan với gà cũng là một nguyên nhân làm tăng bệnh đầu đen này trên ngan. Về triệu chứng của bệnh, ngan thường có biểu hiện ù rũ, kém ăn, giảm uống nước, sốt, rụt cổ, rút đầu vào cánh, phân sáp vàng, sáp đen hoặc giống gạch cua, mùi hôi tanh, giảm tăng trọng, còi cọc, lông xù, gầy yếu. Bệnh tích của bệnh trên gan xuất hiện các đốm hoại tử màu vàng sáng, rải rác hoặc liên kết thành mảng lớn ở manh tràng, thành manh tràng dày lên, chứa dịch viêm hoặc có thể chứa kén, bã đậu, xuất huyết, có thể xuất hiện các nốt hoại tử, thậm chí thủng manh tràng, gây viêm phúc mạc. Để điều trị bệnh, bà con có thể sử dụng các loại thuốc như sau. Bà con sử dụng Sunmochi VKS kết hợp với Amoxin 100 VKS hoặc Dimosan VKS cho ngan uống ngày 2 lần, đồng thời kết hợp với Vitaka 200 VKS để cầm máu giúp ngan nhanh hồi phục và bổ sung giải độc gan thận sọc 3 xin để giúp ngan nhanh chóng hồi phục bệnh. Ngoài ra bà con cần tẩy giun cho ngan để tiêu diệt trung gian truyền bệnh là giun kim. Bà con dùng sản phẩm Ivermectin 10 Ozen hoặc Ivermectin 6 VKS để tẩy giun cho ngan theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bổ sung glucanse để tăng sức đề kháng giúp ngan nhanh hồi phục. Bà con cần cho ngan dùng thêm men tiêu hóa, có thể dùng sản phẩm Hyperzo hoặc Glimtozic để cho ngan uống giúp ngan nhanh hồi phục lại hệ thống tiêu hóa và cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Một điều cần chú ý trên ngan là khi bị bệnh thì ngan rất dễ rụng lông, nên khi dùng kháng sinh điều trị cho ngan cũng cần chú ý và sau khi điều trị bệnh nên sử dụng các sản phẩm kích mọc lông cho ngan. Để phòng bệnh, bà con cần chú ý đảm bảo an toàn sinh học, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, định kỳ sát trùng chuồng trại, kiểm soát giun kim, định kỳ tẩy giun cho đàn ngan bằng sản phẩm Albenon 100, ủ phân để diệt trứng giun sán, nuôi ngan riêng biệt với các loài dễ nhiễm bệnh như gà hoặc gà Tây. Vừa rồi Dr. Vet đã chia sẻ tới bà con bệnh đầu đen trên ngan. Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bà con nhận biết sớm được bệnh và có biện pháp phòng, trị bệnh kịp thời giúp kiểm soát và giảm thiểu tối đa tác hại của bệnh. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.